kính thưa các cô chú, các anh chị, các bạn và các cháu thân mến. Hôm nay là cái ngày 20 tháng 10 là ngày phụ nữ Việt Nam. Rồi, để rất là quan trọng đối với người phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ Việt Nam. Thì nhân cái ngày hôm nay, trước đây tôi có tuyên bố là cái chương trình Trái Tim Hằng Hữu sẽ được mở vào ngày 20 tháng 10 năm 2024. Kính thưa quý vị, chương trình mổ tim thì trước đây chúng tôi mổ từ quỹ từ thiện Hằng Hữu. Thì qua quá trình vợ tôi bị sự cố và quỹ đó tôi tạm thời đóng lại. Và khi bà xã tôi về thì có bàn và quyết định mở lại chương trình Trái Tim Hằng Hữu. Nhưng công ty cổ phần Đại Nam trực tiếp sẽ thực hiện chương trình. Kính thưa quý vị, chương trình mổ tim đối với chúng tôi là một hình thức trả ơn đối với đồng bào, đối với nhân dân. Và đó là một cái đại nguyện khi sinh cháu Hữu ra. Rồi, vợ chồng tôi tâm nguyện là sẽ dành và dâng hiến và chia sẻ xem con của mọi người cũng như con của mình, và đặc biệt là con em của gia đình khó khăn, nghèo, thì chúng tôi thành tâm và làm cả tấm lòng để giúp đỡ, để cung cấp cho xã hội lại những con người lành lặn, khỏe mạnh, để cùng hòa nhập với cộng đồng, để cho mọi người đỡ lo lắng, kể cả xã hội đỡ cái gánh nặng của gia đình. Kính thưa quý vị, đã là con người chúng ta có bốn cái ơn: ơn cha mẹ, ơn ông bà, ơn tổ tiên sanh thành. Ơn thứ hai là đối với đất nước, nước mất là nhà tan. Ơn thứ ba là đối với trời Phật, và chúng ta đã dạy dỗ cho chúng ta cái tâm, khơi lại cho chúng ta cái tâm từ bi, tâm hỷ xả, và rèn luyện cho ta cái trí tuệ để dâng hiến cho nó đúng, cho đất nước, báo hiếu gia đình. Và đối với cái ơn thứ tư là đó là đồng bào và nhân loại. Chúng tôi luôn nghĩ đến mỗi khi đất nước có hữu sự xảy ra thì đồng bào của chúng ta, nhân dân của chúng ta, con, những con em của những người mẹ, của những người cha đã xả thân để cho chúng tôi có ngày hôm nay. Chúng tôi nguyện trong 45 năm làm được, và tôi, vợ chồng tôi đã thống nhất với nhau, kể cả các con tôi, là đem dâng hiến lại cho đời. Và nguyện và chết cũng không mang đem theo được gì, thôi làm những gì làm được, tranh thủ mà làm. Và tôi đã cách khi sanh Hằng Hữu ra, chúng tôi thành lập cái quỹ từ thiện nhằm mục đích là cái tài sản làm được để lại để dành để phục vụ cho cộng đồng, chứ không phải để cho con mình đó, để nhiều nhà lầu nhiều xe hơi để là sống hưởng thụ, mà để chia sẻ cho đời, chọn một đứa để nhau chia sẻ cho đời. Và chúng tôi nguyện làm cái chương trình này đến 2030, đến 2030 khi Hữu đủ 18 tuổi thì sẽ tiếp tục cái chương trình này và sẽ dành hết những cái lợi nhuận làm ra được thì phục vụ cho chương trình. Nếu thiếu thì bán những cái tài sản chúng tôi đã tích lũy được trong 45 năm cần cù lao động làm được để phục vụ cho chương trình này. Và tôi cũng muốn gửi gắm cả một tấm lòng, vì đàn ông thì không chu đáo bằng người mẹ đối với những đứa bé. Và tôi gửi gắm niềm tin, gửi gắm cả trái tim cho vợ tôi, đã là để thay mặt cho tôi và cho công ty để điều hành cái chương trình này đến năm 2030, trước khi Hằng Hữu trưởng thành. Và người mẹ thì thường thường chăm con thì chu đáo hơn. Cái tâm từ bi của người mẹ lúc nào đối với ai, bất cứ con mình có hư hay cái gì thì nuôi con để quyết cho con nó thành người. Còn tôi thì đàn ông thì thường thường là thương con nó khác, là để thành nên. Nhưng mà cái tâm của người mẹ bao la, và ai cũng nghĩ là mẹ mình
tôi cũng vậy, mẹ tôi là tất cả, như Phật Bà Quan Âm như thế. À, người nào cũng nghĩ mẹ mình như thế, đặc biệt cái người mẹ mà lúc mang nặng để đâu. À, nhớ tới cái đó, đó lúc còn sống, cha mẹ cũng vậy, đáng cố gắng. Các em, các cháu hiểu thảo là chúng ta đã đang ở ngoài đời, chúng ta làm người, chúng ta ráng cố gắng trả bốn ơn này suốt đời mình trả nên đó. Tôi nghĩ tôi thường nói với nhân viên tôi là trời làm thánh làm vua cũng không bằng kiếp tu qua làm người là trả được bốn ơn hiếu thảo cha mẹ ông bà tổ tiên, ơn hiếu thảo, ơn đất nước, ơn với trời Phật và ơn với đồng bào và nhân loại. Chúng ta làm cái gì? Nên cái đây là cái mà chúng tôi muốn trả ơn và muốn chia sẻ lại cho các cháu. Và chúng tôi cũng không mong muốn làm các cháu để trả ơn cho tôi cái gì. Tôi may mắn là tôi làm được. Trời Phật, tôi khiến và đất nước phát triển là làm được. Thì thôi mình làm hết những gì có thể mình đã làm trước khi mình đi về lại với cái chỗ mà trước đây mình lên đường. Nên hôm nay là ngày 20 tháng 8. À, 20 tháng 10. Xin lỗi. Quý vị, 20 tháng 10 mà đã nói đến phụ nữ Việt Nam thì phải nói là nó khác hơn phụ nữ các nước ở chỗ nào, khác hơn những ngày phụ nữ quốc tế chỗ nào, đặc biệt người phụ nữ Việt Nam. Cái gì đàn ông làm được, phụ nữ Việt Nam đều làm được. Trong cái tứ bất tử để khắc phục thiên tai, chống thiên tai thì luôn luôn có bóng dáng của người phụ nữ. Đó là cái của sinh tinh thị tinh. Thứ hai là chống lũ giặc ngoài xâm lăng, mỗi khi đất nước có hỗn sự, có chiến tranh thì biết bao nhiêu phụ nữ cũng xả thân như đàn ông. Thứ ba là tình nghĩa trăm năm, câu chuyện của chữ đồng tử và tiếng dung thì cũng có bóng dáng phụ nữ trong cái tứ bất tử. Cái đặc biệt, cái to lớn nhất của người phụ nữ Việt Nam chúng ta có đó là rạng vẻ trăng rằm từ bi. Cái người phụ nữ Việt Nam luôn luôn hướng đến điều từ bi, thánh thiện và người mẹ hiền trong lòng của mỗi công dân của Việt Nam. Ai cũng được mẹ mình sinh ra và tôi nghĩ là ai cũng nghĩ như thế. Nên xin trao hết cái quyền điều hành của cái quỹ các cái chương trình Trái Tim Hằng Hổ lại cho em và mong em coi các con, các cháu như chính là người thân con của mình để làm hết những gì có thể, còn hết tiền mà là lợi nhuận mà làm hết thì bán tài sản ra để làm, để chia sẻ, đặc biệt là trẻ em con gia đình nghèo và khó khăn. Và chúng tôi cũng nói rõ là chúng tôi chỉ tập trung vào cái chương trình cho trẻ em bị tim bẩm sinh, còn các cái chương trình khác thì chúng tôi không với tay ra nổi. Và cũng xin thưa với quý vị, mỗi khách, mỗi quý khách đến đây chơi vui chơi, đó là mua tấm vé vào biển hay là vào vườn thú hay là các trò chơi, đó là tư bán cái giá trị của vui chơi giải trí. Nhưng tôi luôn là tôi cảm ơn quý vị đã đóng góp cho chương trình Trái Tim Hằng Hổ và chữa lành các vết thương của các em bé mà không được là khỏe mạnh khi cha mẹ sinh ra. Và cho tôi một lần nữa xin chương trình đó, tôi cũng xin thay mặt, và tôi làm nhiều năm nhưng mà riêng hôm nay xin thay mặt cho các cháu đã được mổ và các cháu sắp được chữa, xin cảm ơn tất cả các quý khách đã đến Đài Nam cũng như chuẩn bị đến Đài Nam. Xin cảm ơn. Xin được cảm ơn các phụ nữ năm ngày phụ nữ Việt Nam, cho tôi xin chúc sức khỏe đến tất cả các phụ nữ ở Việt Nam khỏe mạnh, hạnh phúc, vui vẻ và từ bi chia sẻ với kể cả từ cái tâm thánh thiện của mình cho hàng xóm, cho những người xung quanh, cho xã hội, để xã hội thêm ngày càng thêm tốt đẹp hơn. Và đặc biệt là xin chúc em ngày hôm nay xong thì cũng tập trung vào cái chương trình mổ tim cho các cháu và quên bớt những gì cần thiết quên, và chúng ta sống hôm nay vui vẻ
và rồi cái chăm con mình, chồng mình thì còn chăm các cháu được mổ tim. Cảm ơn em. Rất là ý nghĩa thưa quý vị. Và có lẽ là cái này thì cũng xin được mời chú Huỳnh Uy Dũng sẽ có một cái hành động rất là ý nghĩa gửi đến cho cô Nguyễn Phương Hằng. Đó là sẽ cùng trao ủy quyền quỹ Hằng Hữu gửi đến cho CEO Nguyễn Phương Hằng, đồng thời là một bó hoa tươi thắm để thay cho những tình cảm tốt đẹp. Trước khi tặng bó hoa tươi thắm, tôi xin tặng cái quyết định để giao quyền lại cho vợ tôi điều hành cái chương trình Trái Tim Hằng Hữu đến 2030. Xin quý vị giao quyền lớn hơn ạ. Cho gia đình và là người chồng, anh em bó hoa nhân ngày 20 cũng xin thay mặt cho các cháu đã mổ tim với chương trình Trái Tim Hằng Hữu và sắp để được chăm sóc ở chương trình Trái Tim Hằng Hữu bó hoa tươi thắm. Thì phải nói cái gì thấy không, anh Dũng trao cho tôi một trách nhiệm. Anh đứng đây, anh Dũng trao cho tôi một trách nhiệm. Đây cũng là sứ mệnh của tôi. Tôi nghĩ rằng là cái hạnh phúc nhất của đời tôi là làm sao để giúp được những cái em nghèo bệnh tật mà gia đình mình đã khó khăn. Đó là lý tưởng của tôi và tôi cũng là tác giả của quỹ mổ tim Hằng Hữu. Thì khoảng hơn 2 năm rưỡi thì tôi đã không hoạt động rồi. Thì ngày hôm nay tôi chính thức nhận lời một trách nhiệm này. Đây tôi nghĩ là cái hạnh phúc nhất mà tôi có thể làm được tốt nhất cho những trẻ em nghèo bệnh tật đang rất cần chúng tôi, đúng không ạ? Và một lần nữa em cũng cảm ơn anh, và cảm ơn anh đã luôn tin tưởng em, đồng hành cùng em và chia sẻ với em trong mọi hoàn cảnh. Hôm nay nhân ngày 20 tháng 10 thì em cũng nói là rất là hạnh phúc khi mà tổ chức một cái buổi phát show như thế này, có tất cả mọi người đang theo dõi chia sẻ. Em phải nói em vô cùng hạnh phúc và cảm ơn anh. Em xin nói thêm quý vị là cả một đời làm dành dựng về để xây lên một cái lập trình đại nam thanh niên. Và đây là một chúng tôi thành tâm và làm cả tấm lòng để giúp đỡ, để cung cấp cho xã hội lại những con người lành lặn, khỏe mạnh để cùng hòa nhập với cộng đồng, để cho mọi người đỡ lo lắng, kể cả xã hội đỡ cái gánh nặng của gia đình. Kính thưa quý vị, đã là con người chúng ta có 4 cái ơn: ơn cha mẹ, ơn ông bà, ơn tổ tiên sanh thành. Ơn thứ hai là đối với đất nước, nước mất là nhà tan. Ơn thứ ba là đối với trời Phật, và chúng ta đã dạy dỗ cho chúng ta cái tâm, khơi lại cho chúng ta cái tâm từ bi, tâm hỷ xả, và rèn luyện cho ta cái trí tuệ để dâng hiến cho nó đúng cho đất nước, báo hiếu gia đình. Và đối với cái ơn thứ tư là đó là đồng bào và nhân loại, chúng tôi luôn nghĩ đến mỗi khi đất nước có hữu sự xảy ra thì đồng bào chúng ta, nhân dân chúng ta, con những con em của những người mẹ, của những người cha đã xả thân để cho chúng tôi có ngày hôm nay. Chúng tôi nguyện trong 45 năm làm được, và tôi, vợ chồng tôi đã thống nhất để cả các con tôi là đem dâng hiến lại cho đời, và nguyện và chết cũng không mang đem theo được gì, thôi làm những gì làm được. Cầm trong ngân hàng rồi á, lại mai một mất đi. Mà tổ tiên các bạn vô trong đền thờ Đại Nam thì thấy rồi, thờ tổ tiên, thờ bắt cha trăm họ, mọi gia đình nào thấy có gia đình mẹ trong đó. Ở 1068 dòng họ của 54 dòng tộc Việt Nam của đất nước mình. Nên là tôi cũng nói rõ, đừng ai nói rằng là sẽ thế này sẽ thế này, quên đi cái ý nghĩ đó đi. Và nó đã được ký, và không với mọi hình thức, kể cả con cái tôi cũng có chia cắt với mẹ.
không ai nghĩ rằng cái Đại Nam này để làm để kiếm tiền, mà nó sẽ là một điều gì đó thiêng liêng nhất cho dân, cho nước. Mong quý vị hiểu cho. Và một lần nữa, nhân ngày 8 tháng 3 mà mở chương trình 20 tháng 10 ngày 20 tháng 10 và ngày đó là mở lại cái chương trình mổ tim cho các cháu. Và thông qua trước mắt là chúng tôi đã bàn với hai cái bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện Nhi Đồng 2, và tiếp tục sẽ bàn với một số bệnh viện nữa để giúp cho các cháu, và chúng ta kết nối với nhau để giúp cho các cháu trở thành người công dân lành mạnh cho đất nước, cho cộng đồng. Xin lần nữa gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả các bạn phụ nữ, và ngày nay là ngày đàn ông nên nhường nhịn một tí. Xin cảm ơn. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ phải nói lời chào tạm biệt cùng với chú Huỳnh Uy Dũng để xin cảm ơn quý vị thấy rằng là Phương Thành tôi đang ôm một bó hoa này không? Thường hay đi với chú là cười. À, bó hoa này là của con gái của tôi là Natalie, con bé gái mà đêm qua tôi mới vừa nhắc đến, thì tặng mẹ hơn 2 năm rồi. Mẹ xa hai đứa nhỏ, hai đứa lớn thì đã lớn rồi, cho nên là Natalie đã tặng cho mẹ một bó hoa này. Phải nói là tôi vô cùng xúc động vì em nó cũng đã trưởng thành 18 tuổi rồi quý vị. Cũng thay quý vị là nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc cô chú anh chị nhé. 4 loại kem đánh răng Median 93% của Hàn Quốc. Đây là cái loại kem đánh răng mà chúng rất là thích. Khi mà đã dùng rồi thì chúng ta không thích dùng những cái loại kem đánh răng thông thường nữa đâu. Thì ở đây có tất cả là 4 màu tượng trưng cho 4 công dụng này. Đầu tiên là màu trắng này. Màu trắng thì sẽ có tác dụng là trắng răng của chú anh chị nhé. Tiếp theo là màu xanh ngọc này thì sẽ có tác dụng là nếu như ai mà bị hay bị viêm lợi, nhiệt miệng, viêm nướu ấy, thì sử dụng cái này nó sẽ giảm đi những cái bệnh về răng miệng. Tiếp theo là màu đỏ là sẽ giúp chống hôi miệng của chú anh chị nhé. Đặc biệt là các anh hay các chú mà hút thuốc lào hay hút thuốc lá thì cái miệng nhiều khi là nó bị ám mùi thuốc và nó hôi, thì chúng ta có thể sử dụng cái kem đánh răng Median 93% Hàn Quốc màu đỏ này để loại bỏ những cái mùi hôi đấy. Tiếp theo là cái màu xanh dương này, thì trong quá trình mà chúng ta ăn uống thì hay có những cái mảng báng trên răng và lâu dần nó thành cao răng ấy, thì cô chú anh chị có thể sử dụng cái màu xanh dương này để loại bỏ các mảng bám. Có cái kem đánh răng Median 93% thì sẽ là 55.000 bán lẻ cô chú anh chị nhé. Mua 4 kem đánh răng Median 93% Hàn Quốc thì cái giá combo cho 4 kem đánh răng chỉ là 190.000 mà thôi. 190.000 cho 4 kem đánh răng, bình thường mua lẻ thì sẽ là 55.000, và mua 4 cái thì nó sẽ là 220.000 đấy. Thì khi mua 4 kem đánh răng thì cái giá nó chỉ là 190.000 mà thôi. 190.000 không những thế thì sẽ được tặng ngay một tuýp dầu lạnh 50.000 của chú anh chị nhé. Sẽ được tặng một tuýp dầu lạnh như thế này của chú anh chị nhé. Những ai mà bị đau ví dụ bả vai này, đấy, đầu gối này hay là lưng thì có thể sử dụng cái dầu lạnh này để chúng ta bôi thì giảm cơn đau. 4 kem đánh răng Median 93% thì cái giá chỉ là 190.000 và sẽ được tặng một dầu lạnh của chú anh chị nhé. Mua 4 kem đánh răng được tặng một dầu lạnh 50.000. Nên là cái deal này cực kỳ hời luôn. Mọi người có thể comment inbox cho Phúc để sử dụng được cái deal này nhá. Đặc biệt với đơn hàng trên 1 triệu đồng thì bên Phúc Tài Chính gửi tặng đến cô chú anh chị và các bạn một cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu giữ lại những ký ức đẹp nhất. Đầu tiên giới thiệu đến cô chú anh chị, trên tay của Phúc Tài Chính đang chính là dầu gội thảo dược nhuộm tóc Hàn Quốc. Thì đây đều là thành phần thảo dược thiên nhiên, ví dụ như là tinh dầu ô liu này, nhân sâm này, linh chi này. Thì tác dụng của cái dầu gội thảo dược nhuộm tóc Hàn Quốc này ấy, thì sẽ có công dụng là làm đen tóc này một cách rất là tự nhiên và bền màu, không gây hư tổn cho tóc và không ảnh hưởng đến da đầu, và trị sạch gầu và dưỡng ẩm tóc nữa. Đặc biệt nó sẽ giúp là phục hồi tóc yếu và ngăn ngừa rụng tóc, và nó sẽ đen ngay trong lần đầu tiên sử dụng cô chú anh chị nhé. Đây là dầu gội thảo dược nhuộm đen tóc thì sẽ đen ngay trong lần đầu tiên sử dụng. Thì khi nào mà ra tóc mới thì chúng ta mới cần nhuộm tiếp. Thì cái hướng dẫn sử dụng ấy, thì đầu tiên là chúng ta sẽ làm ẩm tóc này, sau đó là chúng ta sẽ đeo găng tay vào. Thì Phúc Tài Chính sẽ chuẩn bị cái găng tay này cho cô chú anh chị nhé. Làm ẩm tóc, sau đó đeo găng tay vào, sau đó là chúng ta sẽ lấy cái dầu gội thảo dược ở trong này ra, bôi đều lên tóc và sau đó sẽ massage da đầu tầm khoảng độ 5 phút. Và sau đó sẽ để như vậy tầm khoảng từ 20 đến 30 phút để cho dầu gội thảo dược này nó ngấm vào tóc. Sau đó tầm khoảng 20 đến 30 phút thì chúng ta sẽ xả lại với nước sạch
thì khi đấy tóc của chúng ta sẽ thành màu đen và đen rất là đều và có hiệu quả ngay lần đầu tiên sử dụng. Thì với một dây thảo dược nhuộm đen tóc Hàn Quốc này thì sẽ là 58.000 một dây của chú anh chị nhé. 58.000 một dây, và một dây thì bên Phúc Tài Chính cũng bán mọi người nhé. Thì 58.000 một dây, và khi mà mua một dây dầu gội thảo dược nhuộm tóc ở đây sẽ là 10 gói này. Mua 10 gói này thì sẽ được tặng một gói này mọi người nhé, sẽ được tặng một gói. Mua 10 gói sẽ tặng một gói, tức là mua một dây sẽ tặng một gói ấy. Đặc biệt với đơn hàng trên 1 triệu đồng thì bên Phúc Tài Chính gửi tặng đến cô chú anh chị và các bạn một cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu giữ lại những ký ức đẹp nhất. On mọi người nhé, đây là sữa tắm On này. Thì đây là sữa tắm nước hoa nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc, và công dụng của nó sẽ lấy sạch bụi bẩn này, tẩy da chết này, trắng da, loại bỏ nám đen và ngăn ngừa lão hóa này, cung cấp cho cái làn da độ ẩm, sự căng mịn này, và ngăn ngừa, đặc biệt là ngăn ngừa trứng cá, ngăn ngừa mụn nhọt và mẩn ngứa. Và cái hương nước hoa này nó sẽ lưu giữ đến 12 tiếng. Đây là loại sữa tắm, vừa là sữa tắm mà vừa kết hợp cả nước hoa nữa, nên là sẽ có cái mùi hương nó lưu lại lâu hơn so với những cái sữa tắm thông thường. Cho một ngày dài chúng ta làm việc thì về đến nhà chúng ta vẫn thơm và thoang thoảng, tự tin hơn trong quá trình giao tiếp và làm việc. Khi mua một chai sữa tắm nước hoa On của Hàn Quốc thì cái giá của nó bạn chỉ cần trả là 195.000 thôi. 195.000 cho một chai sữa tắm nước hoa On Hàn Quốc. Và khi bạn mua một chai sữa tắm nước hoa On Hàn Quốc 195.000 này thì sẽ được tặng ngay một tuýp dầu lạnh. Tặng ngay một tuýp dầu lạnh. Đây là cái dầu xoa bóp mọi người nhé. Những dầu xoa bóp, ví dụ như chúng ta đau nhức ở đâu thì chúng ta xoa bóp ở đấy thì nó sẽ giảm cơn đau. Đặc biệt là đau nhức lưng thì có thể sử dụng cái dầu lạnh để xoa bóp. Một chai sữa tắm nước hoa On thì cái giá chỉ là 195.000 và được tặng một tuýp dầu lạnh trị giá 50.000 của chú anh chị nhé. Mọi người có thể comment, có thể inbox cho Phúc để đặt mua cái sản phẩm này nha. Đặc biệt với đơn hàng trên 1 triệu đồng thì bên Phúc Tài Chính gửi tặng đến cô chú anh chị và các bạn một cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu giữ lại những ký ức đẹp nhất. Tiếp theo là Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn cặp dầu gội xả micen cao cấp Hàn Quốc giúp tóc bóng mượt không còn sờ rối. Đây là cặp dầu gội xả rất được ưa chuộng trên thị trường, và trong cái cặp dầu gội xả này thì chứa 7 thành phần tinh dầu thiên nhiên với những cái tỷ lệ vàng mang lại lợi ích cho mái tóc của cô chú anh chị, gồm dầu hoa trà, quả mơ, dầu dừa, dầu ô lưu. Với các thành phần vitamin A thúc đẩy tế bào tái tạo tóc, giúp cho tóc của cô chú luôn mềm mượt và không còn sơ rối. Dầu vitamin E giúp giảm thiểu tác nhân gây oxy hóa cho mái tóc. Đặc biệt gồm có axit béo giúp kích thích phát triển tóc, protein hỗ trợ phục hồi tóc hư tổn, giảm gãy rụng tóc một cách rõ rệt, giúp tóc không còn bị sơ rối, không còn bị khô, bị sơ, trở nên đủ ẩm hơn và mềm mượt hơn. Dầu gội micen cao cấp Hàn Quốc giúp giảm gầu, giảm kích ứng da dầu, dưỡng ẩm cho tóc. Cùng với đó là dầu xả micen cao cấp Hàn Quốc nuôi dưỡng tóc mềm mượt, óng ả, mượt mà, cải thiện tóc hư tổn, gãy rụng và trẻ ngọn. Và cặp dầu gội xả micen cao cấp Hàn Quốc với hương thơm vô cùng sang trọng và tinh tế chắc chắn là sẽ hài lòng cô chú anh chị và các bạn. Và ngày hôm nay Phúc Tài Chính mang tới một cái deal rất là hời. Khi cô chú anh chị và các bạn mua một cặp dầu gội xả micen cao cấp Hàn Quốc với giá 390.000 đồng, cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một tuýp dầu lạnh trị giá 50.000 đồng để xoa bóp đau nhức những nơi như cổ, vai, gáy, đầu gối. Hãy gọi ngay đến số 0374-590-012 để đặt mua deal hời này nha. Đặc biệt với đơn hàng trên 1 triệu đồng thì bên Phúc Tài Chính gửi tặng đến cô chú anh chị và các bạn một cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu giữ lại những ký ức đẹp nhất. Tài Chính sẽ giới thiệu đến cô chú anh chị đó chính là cái chai dầu nóng xoa bóp Hàn Quốc, và bên trong nó sẽ là như thế này. Đây là sản phẩm rất nổi tiếng trên thị trường Hàn Quốc, là cái mẫu đặc biệt mà được một cầu thủ rất nổi tiếng ở Hàn Quốc làm thương hiệu đại diện. Và đây là dạng dầu nóng cực kỳ nóng của chú anh chị nhé. Có dạng kem này, trắng sữa, mùi bạc hà, thơm mát, dễ chịu. Và ở bên sườn này có cái loại dụng cụ massage, đó chính là chúng ta lấy một cái ít kem trắng sữa ở trong đây, chúng ta bôi lên cái vùng mà chúng ta cảm thấy đau nhức, và sau đó sẽ dùng cái dụng cụ massage này lăn qua lăn lại, cực kỳ là hiệu quả. Và chúng ta đỡ phải dùng sức để mà xoa bóp, mà sẽ có ngay cái dụng cụ massage này.
Thì khi mà Phúc bầu thì có một cái giai đoạn nó bị xuống chân và cực kỳ đau lòng bàn chân, thì sử dụng cái dầu nóng này xoa bóp là đã đỡ đi cực kỳ nhiều. Nên Phúc Tài Chính cũng rất thích cái chai dầu nóng này, cực kỳ nóng cô chú anh chị và các bạn nhé. Và với cái công cụ massage này thì nó sẽ giúp cho dầu nóng này nhanh chóng thẩm thấu vào trong da, giảm đau rất là nhanh chóng. Và công dụng sẽ hỗ trợ điều trị chứng viêm xương, đau cơ, đau khớp, tê bút chân tay, hỗ trợ điều trị đau đầu này, đau vai, đau lưng, đau cổ, và hỗ trợ điều trị bong gân, chấn thương khi vận động nhiều, làm giảm những cái chứng như là viêm ngứa da, nổi mẩn đỏ do côn trùng cắn. Và cái cách sử dụng là chúng ta sẽ lấy một ít dầu nóng này bôi lên da, cái vùng da mà chúng ta cảm thấy đau nhất, và sau đó sẽ sử dụng cái con lăn này lăn qua lăn lại ngày khoảng 3-4 lần để chúng ta sẽ giảm cơn đau rõ rệt. Và rất nhiều cô chú anh chị đặt mua cái dầu nóng này bởi vì rất cần thiết trong cuộc sống, đặc biệt là những người cao tuổi. Và mỗi cô chú anh chị có thể nên mua một cái chai dầu nóng này để ở trong nhà để phòng những cái lúc cần. Và với các anh, các chị, các bạn thì có thể mua cái lọ này để gửi tặng cho bố mẹ, ông bà của mình nhé. Và ngày hôm nay Phúc Tài Chính đem đến với cô chú anh chị một cái deal rất là hời, đó chính là khi mua một cái chai dầu nóng này với giá 120.000 thì cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một cái gói cao dán hồng sâm Hàn Quốc với giá là 50.000. Và cô chú anh chị hãy gọi điện cho Phúc qua số điện thoại 0374590012 để nhận được cái deal hời này nha. Sau là Phúc Tài Chính sẽ giới thiệu đến cô chú anh chị, đó chính là cao dán hồng sâm nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc. Với những cô chú anh chị nào mà bị nhức mỏi ở những vị trí như vai gáy này, tay này, khuỷu tay này, hông này, đùi này, rồi là khuỷu đùi này, thì cô chú anh chị có thể sử dụng cái miếng dán này để làm giảm đi cơn đau. Và miếng dán này gồm một lớp bề mặt với chiết xuất nhân sâm trực tiếp thẩm thấu vào da. Và khi mà chúng ta dán một cái miếng dán này vào da thì nó sẽ giúp cho cơ bắp được thư giãn, giảm đau nhanh chóng, phục hồi. Và cao dán hồng sâm Hàn Quốc này sẽ giảm đi các chứng đau cơ này, đau thần kinh, đau đầu, nhức vai, đau lưng do vận động. Đặc biệt là rất là tốt cho những cái người chơi thể thao khi mà bị va đập chấn thương. Và cái cách sử dụng là chúng ta sẽ làm sạch cái chỗ đau và sau đó sẽ dán cái miếng dán này lên. Tầm 2-3 ngày thì sẽ bỏ và thay mới nếu như mà vẫn chưa hết đau. Thì ngày hôm nay Phúc Tài Chính mang tới một cái deal rất là hời, đó chính là khi mua combo 2 cao dán hồng sâm Hàn Quốc với giá là 95.000 thì cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một gói cao dán hồng sâm Hàn Quốc nữa. Như vậy là chỉ với 95.000 chúng ta sẽ có 3 cao dán hồng sâm Hàn Quốc. Và đặc biệt với những đơn hàng trên 1 triệu thì Phúc Tài Chính cũng sẽ gửi tặng cô chú anh chị một cái món quà kỷ niệm là cuốn nhật ký drama truyền kỳ do Phúc Tài Chính đã viết. Chần chờ gì nữa, cô chú anh chị và các bạn hãy gọi ngay đến số điện thoại 0374590012 để nhận được cái deal hời này nha. Tiếp theo là Phúc Tài Chính mang tới cô chú anh chị một cái sản phẩm dưỡng da nữa trong cái mùa đông này, đó chính là kem dưỡng da nâng tông ốc sên nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc. Thì đây chính là cái lọ kem mà Phúc Tài Chính vẫn hay sử dụng để có một cái làn da cũng khá là mịn màng như thế này. Và ở đây sẽ là 30ml cô chú anh chị và các bạn nhé. Dùng rất là hiệu quả, vừa dưỡng được da mà làn da của chúng ta lại còn trắng sáng hơn nữa. Cái dạng này sẽ là dạng kem này, được chiết xuất từ dịch nhầy ốc sên vàng, bạch sâm này, tơ tằm, sữa ong chúa, ngọc trai. Và nó sẽ giúp dưỡng trắng này, mờ thâm nám, giảm nếp nhăn và nếp chân chin hiệu quả. Đặc biệt là nó sẽ cải thiện cái làn da chảy xệ, ngăn ngừa nếp nhăn do tuổi tác. Và đặc biệt nữa là bổ sung, duy trì độ ẩm, nuôi dưỡng cho làn da căng bóng và mịn màng. Nó sẽ bảo vệ da trước những cái tác hại xấu của môi trường như là khói bụi và ngăn ngừa làm chậm đi những cái dấu hiệu lão hóa trên da. Và cái sản phẩm này khi mà chúng ta dùng thì vừa dưỡng da mà vừa giúp nâng tông da nữa, nên là cũng không cần phải đánh phấn nữa. Chỉ cần bôi một cái lớp kem dưỡng da nâng tông này là chúng ta đã có một cái làn da tươi sáng, nâng tông và trắng hơn để chúng ta tự tin bước ra ngoài. Và ngày hôm nay có một cái deal rất là hời Phúc Tài Chính đem đến cô chú anh chị và các bạn, đó chính là khi mua kem dưỡng da nâng tông với giá 330.000 thì cô chú anh chị sẽ được tặng ngay hai mặt nạ vitamin Hàn Quốc với giá là 50.000 cô chú anh chị và các bạn nhé. Hãy gọi điện thoại cho Phúc đến số điện thoại 0374590012 để sở hữu cái deal rất là hời này nha. Và đặc biệt với đơn hàng trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính cũng sẽ tặng một cuốn nhật ký drama truyền kỳ do Phúc Tài Chính tự tay viết.
Tiếp theo là Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị một cái dòng kem chống nắng 3 trong 1, vừa chống nắng này, vừa nâng tông và vừa dưỡng ẩm da, có tên là DK Fusion. Và đây là dòng kem chống nắng phổ biến với chỉ số chống nắng cao nhất hiện nay, giúp bảo vệ làn da của chị em và các cô suốt 6 đến 8 giờ khỏi tia cực tím độc hại và cả những cái ánh sáng xanh từ thiết bị điện tử nữa. Và nó sẽ giúp nâng tông trắng hồng tự nhiên, lớp kem mềm mịn che khuyết điểm cực kỳ tốt và có thể thay thế kem nền, lớp make up cho những chị em bận rộn. Chống trôi khi gặp nước, da dầu hay bị đổ mồ hôi và không lo bị loang lổ. Thẩm thấu rất là nhanh và vô cùng dịu nhẹ, lành tính cho da, kể cả là da nhạy cảm nữa. Đặc biệt là với thành phần nó sẽ giúp dưỡng trắng da này, mờ nám, thu nhỏ lỗ chân lông, giúp cho dưỡng ẩm da sâu và cấp ẩm cho làn da, không gây bết dính. Và xuất xứ là Hàn Quốc. Và một cái lọ ở trong đây thì sẽ có dung tích là 50ml cô chú anh chị và các bạn nhé. 50ml cho một cái lọ như thế này. Và ngày hôm nay Phúc Tài Chính đem tới một cái deal rất là hời. Đó chính là khi cô chú anh chị và các bạn mua một cái lọ kem chống nắng DK Fusion này thì sẽ có giá là 315.000. Đặc biệt cô chú anh chị sẽ được tặng ngay hai mặt nạ vitamin 50.000 nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc. Vậy nên chỉ với 315.000, cô chú anh chị sẽ sở hữu ngay một cái tuýp kem chống nắng có nhiều công dụng nhất hiện nay, vừa chống nắng, vừa nâng tông da và vừa dưỡng ẩm cho da nữa, và được tặng ngay hai mặt nạ vitamin nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc rất là tốt. Và cô chú anh chị hãy gọi điện ngay cho Phúc Tài Chính qua số điện thoại 0374 590 012 để nhận được cái deal này nha. Và đặc biệt, những cái đơn hàng nào trên 1 triệu thì Phúc Tài Chính sẽ tặng ngay một cuốn nhật ký drama truyền kỳ do Phúc Tài Chính đã viết để lưu lại những cái kỷ niệm. Theo là Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn sữa rửa mặt Innisfree trà xanh nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc. Và cái hộp này sẽ là 150ml của chú anh chị và các bạn nhé. Sản phẩm thích hợp cho da bị kích ứng với ô nhiễm môi trường cao, da có mụn này, có khả năng làm sạch sâu, tái tạo làn da, làm sáng da, chống oxy hóa và ngăn ngừa mụn viêm hiệu quả. Thì đây chính là chân ái dành cho những cô chú anh chị nào mà da bị mụn nhiều. Sữa rửa mặt Innisfree trà xanh giúp làm sạch da, không gây khô rát, đặc biệt là kháng viêm và chống lão hóa, ngăn ngừa da mụn viêm và giúp làm sáng da. Và cái sản phẩm này thì da mụn, da thường đều sử dụng được, và đặc biệt những ai mà có nhiều mụn ở trên mặt thì nên sử dụng cái sản phẩm Innisfree trà xanh này. Thành phần của cái lọ sữa rửa mặt này là trà xanh làm đẹp cô đặc, chứa 16 loại axit amin, cao gấp 3,5 lần bình thường. Và đặc biệt là chiết xuất từ rễ trà xanh, chứa lượng saponin dồi dào, đóng vai trò là chất tẩy rửa thiên nhiên, rất là tốt và an toàn cho làn da của chúng ta. Và đặc biệt là đây là cái sản phẩm rất là cô đặc, nên là mỗi lần sử dụng cô chú anh chị chỉ cần lấy ra một lượng như hạt đậu nhỏ thôi, và sau đó là sẽ dùng nước và xoa đều tạo bọt và sẽ rửa sạch da. Nên là một cái lọ này là 150ml nhưng dùng rất là lâu, bởi vì là nó có tính cô đặc. Khi nước vào thì tạo được rất nhiều bọt để chúng ta làm sạch da mặt, nên là nhìn qua nhỏ nhưng mà lại có võ cô chú anh chị và các bạn nhé, sử dụng được thời gian rất là lâu. Và ngày hôm nay thì Phúc Tài Chính mang tới cô chú anh chị và các bạn một cái điều rất là hời, đó chính là khi mua một lọ sữa rửa mặt Innisfree trà xanh 150ml thì với giá là 230.000, và cô chú anh chị sẽ được tặng ngay hai mặt nạ vitamin nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với giá là 50.000. Đây là một cái deal rất là hời, và cô chú anh chị muốn nhận cái deal này thì hãy gọi điện thoại cho Phúc qua số điện thoại 0374 590 012, hoặc là nhắn tin cô chú anh chị và các bạn nhé. Với những đơn hàng nào trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính sẽ tặng ngay cô chú anh chị và các bạn một cuốn nhật ký drama truyền kỳ. Chống nắng cho toàn thân thì cô chú anh chị và các bạn có thể sử dụng kem dưỡng thể chống nắng nâng tông hoa hồng Lysel này cô chú anh chị và các bạn nhé. Đây là sản phẩm từ thương hiệu Lysel, nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc, và mỗi một tuýp này thì sẽ là 200ml, rất là lớn cô chú anh chị và các bạn nhé. Và phù hợp với mọi loại da, đặc biệt là da lão hóa, da sạm màu và cháy nắng. Và thành phần là hương thơm cao cấp, các dưỡng chất, cấp ẩm và collagen. Và công dụng của nó là với một cái chỉ số chống nắng rất cao, SPF là 50+, bảo vệ da toàn thân trước ánh nắng, giúp dưỡng ẩm và giúp da săn chắc, không gây kích ứng da, giúp da căng mịn, giảm thiểu sự mất nước, ngăn ngừa hình thành nếp nhăn, hạn chế tình trạng tăng sắc tố da và sẽ giúp làm đều màu da. Và cách sử dụng là sau khi tắm xong và lau khô người thì cô chú anh chị và các bạn có thể bôi một lớp sữa dưỡng thể chống nắng Lysel này lên người,
Thoa nhẹ nhàng nó sẽ giúp nâng tông làn da, giúp làn da của chúng ta trắng hơn và đặc biệt là làn da của chúng ta sẽ được bảo vệ bởi một lớp chống nắng. Và chỉ cần như vậy thì khi bước ra đường cho dù nắng gắt đến mấy thì chúng ta cũng không sợ nữa. Và chắc chắn khi sử dụng sữa dưỡng thể toàn thân nâng tông hoa hồng Lipcell này, cô chú anh chị và các bạn sẽ cực kỳ thích. Bởi vì là Phúc Tài Chính đã dùng rồi, khi bôi một lớp lên da tay thôi mà cái da tay của chúng ta trắng sáng và đều màu, đẹp hơn rất là nhiều khi mà ra ngoài. Vừa trắng sáng mà lại vừa chống nắng nữa thì còn gì bằng. Vì vậy nên ngày hôm nay Phúc Tài Chính đem tới một cái điều rất là hời, đó chính là khi cô chú anh chị và các bạn mua sữa dưỡng thể chống nắng nâng tông hoa hồng Lipcell này với giá là 275.000 thì cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay hai mặt nạ vitamin Hàn Quốc với giá 50.000. Và để nhận được cái deal hời này, cô chú anh chị và các bạn hãy nhấc điện thoại ngay lên và gọi cho Phúc Tài Chính qua số 0374 590012 để nhận được cái deal hời này nha. Và đặc biệt với những đơn hàng nào trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính sẽ tặng ngay cô chú anh chị và các bạn một cuốn nhật ký drama truyền kỳ nhá. Tiếp theo Phúc Tài Chính giới thiệu cho cô chú anh chị và các bạn sữa rửa mặt Cốt X Hàn Quốc. Đây là sản phẩm chiết xuất thiên nhiên, làm sạch da mà không bị khô da và sẽ giúp loại bỏ bã nhờn này, bụi bẩn, dầu thừa và sẽ giúp là lỗ chân lông thông thoáng, ngăn mụn phát sinh. Và những ai mà bị mụn trên mặt thì dùng cái sản phẩm này rất là tốt và phù hợp. Và nó sẽ giúp tẩy tế bào chết này, kiềm dầu, xe khít lỗ chân lông, cấp ẩm và giúp cho làn da mịn màng. Và ngày hôm nay Phúc Tài Chính đem tới một cái deal rất là hời, đó chính là cô chú anh chị nào mua một tuýp sữa rửa mặt Cốt X này với giá là 220.000 thì sẽ được tặng ngay hai mặt nạ vitamin Hàn Quốc. Và để nhận được cái deal này, cô chú anh chị và các bạn hãy nhanh tay gọi đến số điện thoại 0374 590012 nha. Những tỉnh phía Bắc thì mùa đông bắt đầu đến rồi, và trong cái mùa này thì rất nhiều chị em và các cô bị cái vấn đề là bị nứt nẻ môi và khiến cho chúng ta cảm thấy rất là khó chịu. Vậy thì Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị cái mặt nạ ngủ dưỡng ẩm môi nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc này. Nó sẽ là có dạng kem màu hồng nhạt, mang hương thơm ngọt ngào từ những loại quả mọng, khiến cho chúng ta cảm thấy ngất ngây khi mà vừa thoa lên môi. Và Phúc Tài Chính cũng rất hay sử dụng cái sản phẩm này. Thì nếu như mà chúng ta cảm thấy có hiện tượng nứt nẻ môi, chỉ cần bôi qua một đêm thôi, ngày mai đôi môi của chúng ta sẽ căng mọng và mềm mượt, rất là thích luôn. Và không bao giờ lo về cái tình trạng nẻ môi nữa của chú anh chị và các bạn nhé. Và công dụng của sản phẩm này là sự kết hợp giữa các loại quả mọng như mâm xôi, việt quất, dâu tây, giúp tái tạo lại tế bào da cho đôi môi luôn căng mọng. Và sản phẩm này sẽ làm sạch các tế bào da chết trên môi trong thời gian mà chúng ta ngủ, phục hồi cái sự hồng hào cho đôi môi. Và những ai mà hay trang điểm hay dùng son ấy thì cái đôi môi nó sẽ bị trì nên là sẽ bị thâm, thì cái sản phẩm dưỡng môi này nó sẽ giúp cái môi của chúng ta sẽ trở nên hồng hơn. Và cái sản phẩm này sẽ sử dụng trong lúc chúng ta ngủ nhé. Trước khi đi ngủ thì các cô các chị có thể bôi một lớp mỏng ở trên môi. Sau một đêm sau khi tỉnh dậy, chúng ta sẽ thấy cái lớp da chết ở trên môi sẽ bị bong tróc đi và thay thế vào đó là một cái đôi môi rất là căng mọng và mềm mượt và không bị nứt nẻ nữa. Và cái cách dùng như sau, trước khi đi ngủ thì cô chú anh chị có thể lấy một cái muỗng ở trong cái hộp này, lấy một ít kem bôi ở trong đây và sau đó bôi lên môi. Và sáng mai tỉnh dậy chúng ta rửa sạch với nước sạch là chúng ta đã có một cái đôi môi căng mọng rồi. Cái sản phẩm này dùng cực kỳ thích luôn. Và những ai mà cảm thấy khó chịu khi mà cái thời tiết hanh khô, cái đôi môi nứt nẻ thì nên mua cái sản phẩm mặt nạ ngủ dưỡng môi này từ Phúc Tài Chính nha. Ngày hôm nay Phúc Tài Chính mang tới một cái deal rất là hời, đó chính là khi cô chú anh chị mua cái mặt nạ ngủ dưỡng môi với giá là 295.000 này thì cô chú anh chị sẽ được tặng ngay hai mặt nạ vitamin Hàn Quốc giúp căng bóng da và giúp làn da trở nên tươi sáng mịn màng hơn. Thì cô chú anh chị hãy gọi cho Phúc đến số điện thoại 0374 590012 để nhận được cái deal hời này nha. Và đặc biệt những đơn hàng trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính cũng sẽ tặng một cuốn nhật ký drama truyền kỳ rất là ý nghĩa đến cô chú anh chị và các bạn. Tiếp theo Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn kem dưỡng trắng da mờ thâm giảm mụn Hàn Quốc. Và thưa cô chú anh chị và các bạn, càng ngày thì làn da của phụ nữ sẽ trở nên sạm màu hơn. Và kem dưỡng trắng V7 Hàn Quốc có 4 tác dụng chính là dưỡng trắng, mịn màng, mờ thâm, giảm mụn, sẽ giúp tái tạo phục hồi làn da khỏe mạnh và tươi trẻ hơn, xe khít lỗ chân lông, làm sáng tông da ngay lần đầu tiên sử dụng. Và Phúc Tài Chính sẽ mở cái lọ kem này để cô chú anh chị cùng xem nhé. Đầu tiên sẽ là một tấm
thiệp của V7 cô chú anh chị ạ. Tiếp theo ở đây là đã có sẵn cái công cụ để cô chú anh chị lấy kem. Tiếp theo là đây chính là cái lọ kem dưỡng trắng da V7 rất là lớn như này cô chú anh chị ạ. Và thưa cô chú anh chị và các bạn, kem dưỡng trắng da mờ thâm giảm mụn này sẽ làm mờ các tàn nhang, đốm nâu, giúp làn da sáng và đều màu hơn, ngăn ngừa sự phát triển hình thành của mụn cám và các mụn thông thường. Kem dưỡng trắng da V7 hoàn toàn không gây kích ứng với mọi loại da cho dù là nhạy cảm nhất. Kem đặc biệt xóa thâm, phục hồi làn da yếu do mụn hoặc là những loại da chịu tác hại của kem trộn hay là kem làm trắng. Kem dưỡng da trị thâm nám sẽ cải thiện tông da sau 4 tuần sử dụng. Cô chú anh chị và các bạn nếu như mà đang cần một làn da dưỡng trắng mịn màng hơn và đặc biệt là giảm tàn nhang, mờ thâm, giảm mụn thì có thể sử dụng kem dưỡng trắng da giảm thâm V7 này nha. Một hộp này sẽ là 50ml cô chú anh chị nhé. Ngày hôm nay Phúc Tài Chính mang tới một cái điều rất là hời. Khi cô chú anh chị và các bạn mua một hộp kem dưỡng da trị thâm nám V7 Hàn Quốc với giá 485.000, cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay hai mặt nạ vitamin Hàn Quốc. Hãy nhanh tay gọi đến số 0374 590012 để đặt mua điều hời này nha. Đặc biệt với đơn hàng trên 1 triệu đồng thì bên Phúc Tài Chính gửi tặng đến cô chú anh chị và các bạn một cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu giữ lại những ký ức đẹp nhất. Cũng nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc. Chị cùng xem đây, đây là cái sữa rửa mặt thải độc 301 này. Và cái sữa rửa mặt này là nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc, chiết xuất hoàn toàn từ rau củ quả, công dụng là rửa mặt, tẩy trang và mặt nạ 301, vừa giúp rửa mặt, vừa giúp tẩy trang và giúp làm mặt nạ, để cho làn da của chúng ta làm sạch bụi bẩn này, dầu bã nhờn sâu bên trong da. Nó sẽ giúp cả tẩy trang nhé, những ai mà hay trang điểm nhiều có thể dùng cái này để tẩy trang luôn. Và sẽ giúp khả năng kiềm dầu, ngừa mụn, cấp ẩm cho làn da. Và kết cấu gel khi mà lên da sẽ nhanh chóng giải phóng oxy và sủi bọt. Thì đây là một lọ là 300ml và nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc của chú anh chị nhé. Thì một cái sữa rửa mặt thải độc rau củ này ấy, có giá là 300.000. Khi mà mua sữa rửa mặt thải độc rau củ 300.000 nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc thì sẽ được tặng một tẩy da chết 120.000. Đó là một cái điều cực kỳ hời, mọi người có thể liên hệ với Phúc qua thông tin Phúc cùng hỗ trợ cô chú anh chị. Theo Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị đó chính là sữa tắm Happy cao cấp. Đây là dòng sữa tắm cao cấp và hương thơm cực kỳ là sang trọng quý phái. Nó sẽ giúp cho làn da của chúng ta săn chắc này, giữ ẩm cho da. Và khi sử dụng cái sữa tắm Happy cao cấp này, nó sẽ tẩy tế bào da chết một cách rất là dịu dàng và nhẹ nhàng, giúp cho làn da của chúng ta mềm mịn. Và cái cảm giác mà khi tiếp xúc với loại sữa tắm này, chúng ta sẽ có cảm giác làm sạch rất là êm dịu. Và đặc biệt là cái loại sữa tắm Happy cao cấp này, mùi hương sẽ lưu ở trên da rất là lâu, giúp cho da sạch mát, rất là mềm mịn. Đặc biệt sữa tắm Happy cao cấp thì có công thức làm sạch dịu nhẹ này, giàu độ ẩm, siêu dưỡng ẩm, giúp cho làn da của chúng ta rạng rỡ và đặc biệt là làm sạch lỗ chân lông và thêm cả giữ mùi hương rất là lâu nữa. Thì với một chai sữa tắm Happy cao cấp này sẽ nặng là 910g cô chú anh chị nhé, để trong nhà tắm cực kỳ là sang trọng. Và ngày hôm nay Phúc Tài Chính có một cái deal rất là hời, đó chính là khi mua một sữa tắm Happy cao cấp với giá là 235.000 thì cô chú anh chị sẽ được tặng ngay hai mặt nạ vitamin Hàn Quốc trị giá 50.000 đồng. Như vậy với 235.000, cô chú anh chị sẽ có ngay một chai sữa tắm Happy cao cấp 910g và hai mặt nạ vitamin Hàn Quốc. Thì để nhận được cái deal này, cô chú anh chị hãy nhanh tay gọi đến số điện thoại 0374 590012 để được Phúc Tài Chính hỗ trợ nha. Đặc biệt là với những cái đơn hàng trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính sẽ gửi tặng cô chú anh chị một cuốn nhật ký drama truyền kỳ do Phúc Tài Chính viết cô chú anh chị nhé. Cô chú anh chị là lăn khử mồi trị hôi nách chân tay Quang Đông nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc. Đây là sản phẩm khử mùi hiệu quả ở Hàn Quốc và được rất nhiều người ưa chuộng. Lăn khử mùi này mang lại cho chúng ta cảm giác tự tin, tuyệt đối với cơ thể luôn thơm tho và sạch thoáng. Cái sản phẩm này chứa nhiều tinh dầu thảo mộc thiên nhiên, bao gồm như tinh dầu bạc hà, này, trà xanh, giúp chống viêm khử khuẩn rất là hiệu quả mà không hề gây hại hay là tổn thương cho những cái vùng da bị nhạy cảm. Nó sẽ tiêu diệt và ngăn chặn sự gia tăng của hầu hết vi khuẩn gây mùi dưới cánh tay, giúp cho bạn khử tận gốc và vô cùng an toàn hiệu quả. Sản phẩm này được thiết kế dưới cái dạng chai lăn nách,
nên là giúp chúng ta dùng rất là nhanh chóng và thẩm thấu nhanh vào da. Và ngày hôm nay Phúc Tài Chính có một cái deal rất là hời là khi cô chú anh chị mua một lăn khử mùi đặc trị hôi nách chân tay Quang Đông này thì cái giá là 185.000 và cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một cao dán sâm nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với giá là 50.000 đồng. Và nếu cô chú yêu thích cái deal này thì hãy nhắn tin gọi điện cho Phúc qua số điện thoại 0374 590 012 nha. Đặc biệt với đơn hàng trên 1 triệu đồng thì bên Phúc Tài Chính gửi tặng đến cô chú anh chị và các bạn một cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu giữ lại những ký ức đẹp nhất. Theo Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn lọ xịt chống nắng GM Solution màu xanh nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc. Và bên trong một lọ xịt chống nắng đó thì sẽ là một chai xịt chống nắng như thế này. Và một chai xịt chống nắng này sẽ là 180ml cô chú anh chị và các bạn nhé. Và với một chai xịt chống nắng GM Solution màu xanh này thì sẽ có tác dụng bảo vệ da ngày hè, được dùng nhiều cho cả nam và nữ, không chỉ ngăn cháy nắng mà còn giúp là làn da của chúng ta ngăn cái sự lão hóa khi mà tiếp xúc với cái môi trường nhiều tia UV từ ánh nắng mặt trời. Và nếu như cái kem chống nắng thông thường thì có thể gây bí da thì với cái xịt chống nắng solution màu xanh này sẽ loại bỏ đi hoàn toàn cái vấn đề đó, nó sẽ không bị khô và không bị bí da. Và được chiết xuất từ bột ngọc trai thiên nhiên cao cấp với chỉ số chống nắng rất cao là SPF trên 50+, giúp chống tia UV, gây thâm sạm lão hóa và những bệnh về da. Với bột ngọc trai thiên nhiên cao cấp và đặc biệt là hàm lượng chất khoáng cao thì cái chai xịt chống nắng GM Solution này sẽ dưỡng ẩm hoàn hảo, giúp chăm sóc da sáng mịn và đều màu. Đặc biệt là cái kem chống nắng này sẽ giúp dưỡng ẩm, cấp ẩm nữa. Nó còn có tác dụng giảm nếp nhăn và khi sử dụng thì chúng ta sẽ sử dụng xịt lên làn da như một màn xương mỏng nên sẽ không bị khô và bí, không bị nhờn rít, vì vậy sẽ không gây nên sự khó chịu. Và ngày hôm nay Phúc Tài Chính đem tới cô chú anh chị và các bạn một cái deal rất là hời, đó là khi mua một xịt chống nắng GM Solution màu xanh này với giá 225.000 thì cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay hai mặt nạ vitamin nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với giá là 50.000 cô chú anh chị và các bạn nhé. Và để nhận được deal này, cô chú anh chị và các bạn hãy nhấc điện thoại lên và gọi ngay cho Phúc Tài Chính qua số 0374 590 012 để Phúc Tài Chính hỗ trợ gửi sản phẩm này đến cô chú anh chị và các bạn nha. Và đặc biệt với đơn hàng nào trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính sẽ gửi tặng cô chú anh chị và các bạn một cuốn nhật ký drama truyền kỳ. Theo Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn, lăn nách cao cấp Hàn Quốc Steve Field. Đây chính là người bạn chân ái cho những ai mà có mùi ở vùng nách. Đây không phải là lăn nách thông thường mà là lăn nách cam kết hết hôi, hết ra mùi hôi nách. Được mệnh danh là sản phẩm ngăn tiết mồ hôi số 1 của Hàn Quốc và là cứu tinh cho rất nhiều bạn với nỗi lo về mùi viêm cánh. Và đây chính là dòng lăn nách khử mùi đầu tiên được khuyên dùng rộng rãi tại Hàn. Công dụng sẽ là khử mùi tuyệt đối và ngăn mồ hôi ngay lần đầu sử dụng, loại bỏ thâm nách này, giúp bạn thêm tự tin và ngăn tiết mồ hôi tối đa lên tới 3 ngày và không cần lăn lại. Và nếu cô chú anh chị nào đang có nỗi lo về viêm cánh, cảm thấy không tự tin khi mà làm việc tiếp xúc với người đối diện thì có thể mua một em lăn nách cao cấp Steve Field nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc này nha. Chắc chắn là sẽ không làm mọi người thất vọng đâu. Cô chú anh chị và các bạn sẽ lấy lại được sự tự tin trong giao tiếp. Và ngày hôm nay Phúc Tài Chính có một cái deal rất là hời, đó chính là khi mà cô chú anh chị mua một lọ lăn nách Hàn Quốc khử mùi hôi nách thương hiệu Steve Field 20ml nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với giá là 350.000 thì cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một dầu lạnh xoa bóp nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc nhé. Đây là một cái deal rất là hời. Cô chú anh chị và các bạn có thể nhận cái deal này bằng cách gọi đến cho Phúc qua số điện thoại 0374 590 012. Và đặc biệt với những đơn hàng nào trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính sẽ gửi tặng cô chú anh chị một cuốn nhật ký drama của Phúc Tài Chính đã viết. Theo Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn, kem dưỡng da body tế bào gốc Rmon dùng ở trên toàn thân cô chú anh chị và các bạn nhé. Và một hộp như thế này sẽ là 200ml. Và bên trong cô chú anh chị và các bạn có thể nhìn thấy đây là kem dưỡng thể tế bào gốc Rmon. Và cái lọ kem dưỡng da body tế bào gốc Rmon này sẽ giúp da được nuôi dưỡng trắng hồng từ sâu, mờ thâm này, các đốm sạm nám trên toàn thân. Và các thành phần ở đây chiết xuất từ thiên nhiên, không gây mòn da, mỏng da và không bắt nắng. Nó sẽ giúp tăng cường chống lại sự lão hóa toàn thân và thích hợp với mọi loại da cô chú anh chị và các bạn nhé. Và nó sẽ giúp phục hồi những làn da thô ráp này đang bị tổn thương. Ví dụ như da cô chú anh chị đang cảm thấy khô thì có thể bôi cái loại này. Và đặc biệt ngày trước Phúc Tài Chính là
và có tắm cho con chó và sau đó là bị viêm da cơ địa nhẹ đấy, thì mà khi mà cái làn da nó rất là khô thì sử dụng cái kem này sẽ giúp làm mềm da và nó sẽ giúp giảm đi các vết thương. Sử dụng cực thì tốt cô chú anh chị nhá. Và cái kem dưỡng da body tế bào gốc Rmon này nó sẽ giúp tăng đề kháng cho cái làn da của chúng ta khỏe mạnh hơn rất là nhiều. Và cái cách dùng là chúng ta sẽ tắm sạch cơ thể và sau đó lau khô đi, dùng một cái lớp kem dưỡng da tế bào gốc Rmon này bôi lên toàn thân để dưỡng trắng da. Đặc biệt cô chú anh chị nào đang có một cái làn da khô ráp hay là sắp tới là vào mùa đông ở những cái khu vực mà bị lạnh và bị khô thì nên mua cái kem dưỡng da body tế bào gốc Rmon này để làn da của chúng ta trở nên mịn màng hơn. Ngày hôm nay Phúc Tài Chính đem tới một cái deal rất là hời, đó chính là khi cô chú anh chị mua một cái lọ kem dưỡng trắng da body tế bào gốc Rmon này với giá 395.000 thì cô chú anh chị sẽ được tặng ngay hai mặt nạ vitamin Hàn Quốc với giá là 50.000 đồng. Và để nhận được deal này, cô chú anh chị và các bạn hãy nhấc điện thoại lên ngay và gọi cho Phúc Tài Chính qua số 0374 590012 nha. Và đặc biệt với những đơn hàng trên 1 triệu đồng, Phúc Tài Chính hân hạnh gửi tặng đến cô chú anh chị và các bạn một cuốn nhật ký drama truyền kỳ. Theo là Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị đó chính là nhang trầm hương 100 nén. Đây là thành phần làm từ bột trầm hương nguyên chất này, keo bời lời và tăm tre, hoàn toàn là thiên nhiên và tự nhiên, và công dụng sẽ dùng trong thờ đốt cúng bái hàng ngày, giúp cho không gian tâm linh được trang trọng, vượng khí, ấm cúng và đẩy lùi tà khí. Và hương trầm hương ấy thì có mùi thanh lịch, dịu nhẹ, tinh tế, dùng trong thiền đình tụ tập, giúp cho tinh thần dễ chịu và tĩnh tâm. Và nhang này ít khói, không cuộn tàn, thanh lọc không khí và rất là an toàn cho sức khỏe của trẻ nhỏ. Và như cô chú anh chị đã biết thì nhang trầm hương là một loại nhang cao cấp. Vì vậy nên với 100 que nhang trầm hương này thì bên Phúc Tài Chính đang có một cái deal rất là hời. Đó chính là khi mua một hộp 100 que nhang trầm hương với giá là 200.000 thì cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một lọ nước lau bàn thờ 65.000 cô chú anh chị và các bạn nhé. Và cô chú anh chị và các bạn có thể liên hệ ngay đến số 0374 590012 để nhận được cái deal hời này nha. Và những đơn hàng nào trên 1 triệu đồng thì bên Phúc Tài Chính xin gửi tặng đến cô chú anh chị và các bạn một cuốn nhật ký drama truyền kỳ để ghi lại những cái điều đặc sắc nhất, ấn tượng nhất và đầy kỷ niệm nhất trong drama. Và tiếp theo Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị đó chính là nhang quế hộp 100 que và thành phần gồm bột quế, chất tạo keo này, ngải diệp và bạch chi. Và nhang quế giúp thanh lọc không khí, khử mùi hôi, xua tan đi những cái mùi khó chịu trong không khí và đẩy lùi tà khí, lưu trữ được hương thơm rất là dịu nhẹ trong cái không gian xung quanh. Và loại nhang quế này đặc biệt thích hợp cho những gia đình nào đang ở chung cư bởi vì nó rất là ít khói và an toàn cho sức khỏe. Và ngày hôm nay Phúc Tài Chính mang đến cô chú anh chị một cái điều rất là hời, đó chính là khi mua 100 que nhang quế với giá là 110.000 thì cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một hộp 35 que nhang quế với giá là 35.000 đồng. Và cô chú anh chị và các bạn có thể nhanh tay gọi đến số điện thoại 0374 590012 để nhận được cái điều hời này nha. Và mỗi một đơn hàng nào trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính gửi tặng đến cô chú anh chị và các bạn một cuốn nhật ký drama truyền kỳ lưu giữ lại những kỷ niệm đẹp nhất. Tiếp theo, Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn đó chính là nhang khuynh diệp hộp 100 que. Và nhang khuynh diệp được dùng trong việc thờ cúng này, thắp hương các đình, các đền chùa, kết nối âm dương, tạo mùi hương tự nhiên, giúp làm sạch không khí này, thoải mái, giải tỏa căng thẳng. Đặc biệt là đối với những ai làm việc văn phòng, người làm việc dưới áp lực cao thì sẽ cảm thấy thư thái. Và hộp nhang khuynh diệp bên Phúc Tài Chính thì rất là ít khói và 100% thiên nhiên, an toàn cho sức khỏe. Và ngày hôm nay Phúc Tài Chính đem đến một cái deal rất là hời, đó chính là khi mua một hộp 100 que nhang khuynh diệp với giá 110.000 đồng thì cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một hộp 35 que nhang khuynh diệp với giá là 35.000 đồng. Cô chú anh chị và các bạn hãy nhanh tay gọi đến số điện thoại 0374 590012 để nhận được cái deal hời này nha. Đặc biệt đây chính là món quà gửi đến cô chú anh chị nào mua hóa đơn trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính sẽ tặng ngay một cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu giữ lại những ký ức đẹp nhất cô chú anh chị và các bạn nhé. Tiếp theo là Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị đó chính là nước lau bàn thờ cao cấp. Một lọ này là 250ml và 100% là thiên nhiên, làm từ tinh chất vỏ quế này, gỗ vang, bạch đàn, bồ hòn, chanh xả. Nó sẽ giúp làm sạch
tẩy bụi bẩn trên bàn thờ, tẩy rửa những bề mặt men sứ này, gỗ này, đá này, kính nhựa và kim loại, và sẽ làm sạch không khí phòng thờ, ngăn ngừa ẩm mốc, vi khuẩn, xua đuổi côn trùng, tẩy uế bàn thờ và mang lại vượng khí cho gia chủ. Và vào những ngày cuối năm này thì cô chú anh chị nào có dỗ này, lễ Tết cần sửa sang tân trang lại không gian thờ cúng của gia đình thì cô chú anh chị và các bạn có thể mua lọ nước lau bàn thờ cao cấp của bên Phúc Tài Chính. Và ngày hôm nay Phúc Tài Chính đem đến một cái deal rất là hời, đó chính là khi mua combo 2 chai nước lau bàn thờ với giá là 130.000 thì cô chú anh chị và các bạn có thể được tặng ngay một hộp 35 que nhang quế với giá là 35.000 đồng. Và cô chú anh chị và các bạn để nhận được deal này thì hãy nhanh tay gọi đến số điện thoại 0374 590012 để nhận được cái deal hời này nha. Và đặc biệt với đơn hàng trên 1 triệu đồng thì bên Phúc Tài Chính gửi tặng đến cô chú anh chị và các bạn một cuốn nhật ký drama truyền kỳ. Tiếp theo là Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn, đó chính là máy bắt muỗi Hasto Hàn Quốc. Thì công ty mà Phúc Tài Chính làm không chỉ có những mặt hàng cao cấp như là sâm nấm, linh chi, đông trùng hạ thảo, mà còn đặc biệt có một dòng sản phẩm nữa, đó là về đồ điện dân dụng. Ví dụ như nồi cơm điện này, lò vi sóng này, chăn điện này, ấm đun nước này, tủ sấy này, rất rất nhiều mặt hàng nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc. Và ngày hôm nay thì Phúc Tài Chính giới thiệu một cái đồ điện dân dụng đầu tiên, đó chính là máy bắt muỗi Hasto Hàn Quốc. Và Phúc Tài Chính sẽ mở cái máy này ra để cô chú anh chị và các bạn cùng xem nhé. Và thưa cô chú anh chị và các bạn, thì bên trong cái máy bắt muỗi thương hiệu Hasto Hàn Quốc thì sẽ có hình dáng kiểu dáng như thế này. Thì cái máy bắt muỗi này có trọng lượng là 0,9 kg và được sử dụng trong cái không gian là khoảng 60 m². Công suất tiêu thụ điện là 4W. Máy sử dụng tia UV để hấp thụ muỗi và thu hút và bắt muỗi hiệu quả. Phúc Tài Chính sẽ cắm điện và bật điện luôn để cô chú anh chị và các bạn cùng xem nhé. Thì đầu tiên cái máy này khi bật điện lên thì sẽ phát ra cái tia UV này, nó sẽ có tác dụng là thu hút muỗi. Và khi mà muỗi được thu hút vào trong thì sẽ bị nhốt trong cái lồng này. Và cái máy này thì sẽ không sử dụng hóa chất độc hại này, nên là giúp bảo vệ sức khỏe. Thiết kế rất là sang trọng, đẹp mắt và có thể trở thành đèn ngủ trong phòng. Cái đèn này buổi tối hoàn toàn có thể trở thành đèn ngủ. Và sản phẩm dễ dàng sử dụng, thân thiện với môi trường. Đặc biệt là cái sản phẩm máy bắt muỗi thương hiệu Hasto Hàn Quốc này thì hoàn toàn là không có mùi khét và không gây cái tiếng ồn khó chịu. Và máy bắt muỗi thương hiệu Hasto Hàn Quốc này thì rất là thân thiện với môi trường, bởi vì nó sẽ hoạt động theo cái cách đó chính là sử dụng cái ánh đèn này để thu hút muỗi vào đây, và muỗi sẽ bị nhốt trong cái lồng này. Và cô chú anh chị sau đó chỉ cần tháo cái lồng này ra và đổ muỗi đi là xong. Vì vậy nên sẽ không có mùi khét và rất là thân thiện với môi trường. Đặc biệt là cái tiếng gió này rất là êm nên là không gây cái tiếng ồn khó chịu. Và cái cách sử dụng đó chính là chúng ta sẽ đặt cái máy bắt muỗi này ở nơi nhiều muỗi. Và vì muỗi sẽ bị nhốt trong cái lồng này nên để sạch sẽ thì cô chú anh chị hãy thường xuyên vệ sinh nhé. Và đặc biệt là có thể thay cái bóng đèn này định kỳ. Và cái máy bắt muỗi này thì Phúc Tài Chính đã đem về để cho bố mẹ dùng rồi, và bắt muỗi cực kỳ hiệu quả cô chú anh chị ạ. Bắt được nhiều muỗi lắm, thậm chí bắt được nhiều muỗi đến mức mà có khi bắt được cả muỗi của nhà hàng xóm nữa. Vì vậy nên nếu cô chú anh chị nào đang gặp cái tình trạng là nhà có nhiều muỗi, hay là đặc biệt là nhà có trẻ nhỏ và muốn bắt muỗi, thì có thể sử dụng cái đèn bắt muỗi này cô chú anh chị và các bạn nhé. Và ngày hôm nay thì Phúc Tài Chính sẽ gửi tới cô chú anh chị một cái deal rất là hời, đó chính là khi mua một cái máy bắt muỗi thương hiệu Hasto Hàn Quốc thì cô chú anh chị và các bạn chỉ cần bỏ ra 535.000 là sẽ sở hữu được cái máy bắt muỗi này. Đặc biệt có một cái deal rất là hời, một phần quà rất là hấp dẫn, đó chính là Phúc Tài Chính sẽ tặng ngay một chai 1 lít nước lau sàn quế. Và nước lau sàn quế này đồng thời cũng sẽ xua đuổi muỗi đi. Và cái sự kết hợp giữa máy bắt muỗi và nước lau sàn, Tài Chính sẽ gửi tới cô chú anh chị một cái không gian không còn muỗi nữa và cực kỳ là sạch sẽ, thoáng sạch. Và một chai nước lau sàn quế này thì có giá tới 100.000 đồng cô chú anh chị và các bạn nhé. Và để nhận được cái deal này đồng thời là có thêm một trợ thủ bắt muỗi đắc lực thì cô chú anh chị và các bạn hãy nhấc điện thoại lên và gọi ngay đến số 0374 590012 để nhận được cái deal hời này nha. Và mỗi một đơn hàng trên 1 triệu đồng thì bên Phúc Tài Chính sẽ tặng ngay cô chú anh chị và các bạn một cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu lại những cái ký ức đẹp nhất. Tài Chính cảm thấy rất là vui trong cái quá trình mà bán những cái mặt hàng này thì đã nhận được rất nhiều những cái lời khen ngợi từ cô chú anh chị. Và ngày hôm nay Phúc Tài Chính sẽ đưa những cái feedback lên để cô chú anh chị và các bạn cùng tham khảo nếu như còn đang lưỡng lự mua hàng từ Phúc Tài Chính nha. Có một chị đã gửi về cho Phúc là chị xài thấy tốt em ạ, em cảm ơn chị nhé. Chị nhận được hàng rồi em nhé, cảm ơn em, dầu gội ok lắm em. Dạ vâng ạ, em cảm ơn chị ạ. Và tiếp theo là feedback từ đơn An Cung.
Cháu ơi, cô đặt thêm 2 hộp nữa nhé, tổng cộng là 5 hộp. Cô giới thiệu thuốc nhà cháu cho nhiều người mua đấy, vì mẹ cô bị tai biến gần 2 năm nay rồi, tay cứng uống 3 hộp, giờ tay mềm lại rồi. Chị Lan Nguyễn có comment rằng chị dùng dầu gội thích lắm. Dạ vâng, em cảm ơn chị ạ. Chúc em ngày mới vui vẻ xinh tươi, bán đắt hàng nhé. À, hôm qua chị dùng kem chống nắng rồi, thấy được đấy em. Dạ em cảm ơn chị nhé. Em ơi, mai ship cho chị 3 thùng sâm nhé, giờ nào cũng được, tại tòa A3 Vinhome. Dầu lạnh xài kết quả lắm Phúc ơi, cảm ơn nhiều. Dạ cháu cảm ơn cô nhé. Chị nhận được kẹo rồi, kẹo sâm của Phúc Tài Chính thơm ngon lắm. Cô Hồng Hải nói rằng là cháu bán hàng cũng chuẩn, cô đã mua hàng của cháu rồi, hàng chất lượng, giá rẻ. Theo cô Chu Ninh có comment rằng sản phẩm nhuộm tóc này rất tốt, cô đã sử dụng rồi, cảm ơn cháu Phúc Tài Chính nhé. Dạ cháu cảm ơn cô nhiều nhé. Và đó chính là những lời chia sẻ từ những cô chú anh chị đã mua hàng từ Phúc Tài Chính. Và Phúc Tài Chính cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất nhiều. Và trong quá trình mua hàng, cô chú anh chị có bất kỳ một cái vấn đề nào gặp xảy ra thì có thể liên hệ ngay với Phúc Tài Chính để Phúc Tài Chính được hỗ trợ cô chú anh chị và các bạn kịp thời nhé. Trước khi cô chú anh chị nhận hàng từ shipper thì cô chú anh chị có thể là yêu cầu shipper mở hàng ra để kiểm tra hàng một cách chắc chắn trước khi gửi tiền cho ship. Bởi vì Phúc Tài Chính đã cài đặt cái chế độ trên hệ thống là khách hàng được quyền mở ra để kiểm tra hàng, nên cô chú anh chị hãy cứ thoải mái yêu cầu shipper mở cái thùng hàng ra để cô chú anh chị kiểm tra hàng trước khi nhận hàng. Cô chú anh chị cảm thấy hài lòng thì mới nhận hàng và gửi tiền cho ship. Còn có bất cứ vấn đề gì, cô chú anh chị hoàn toàn có thể từ chối nhận hàng. Phúc Tài Chính chỉ mong rằng sẽ đảm bảo được chất lượng hàng tốt nhất đến với cô chú anh chị và các bạn. Và trong cái quá trình vận chuyển hàng cũng sẽ xảy ra những cái sơ suất không đáng có, thì gặp bất cứ vấn đề nào cô chú anh chị và các bạn hãy liên hệ với Phúc Tài Chính qua số điện thoại 0374 590 012. Đừng ngần ngại cô chú anh chị và các bạn nhé, Phúc Tài Chính sẽ luôn ở đây để hỗ trợ cô chú anh chị và